Hack that cock. Channel của bọn mình ở trong này này. Đâu? Đây trong này đúng không nào? Ê có cái chảo này. Ê lấy được cái chảo này. Chảo này bắt gà Phát Hoàng ơi. Bong con gà, bong con ma. Bây giờ anh em mình đi nhá. Linh cầm chảo ở lại trong bếp nhá. Dán thịt gà các bạn ơi. Ui. Cái gì? Ôi, con nhớ gì rồi? Cô gọi con bên ngoài cái này. Cái gì ơi? Làm sao ơi? Tôi đi. Tôi nhìn trên cửa sổ mà thấy như kiểu mày bình tĩnh mà nó đã làm nó bắt mẹ nó bắt mày chưa? Hết rồi. Sao cứ nghe tiếng gầm gừ nhỉ? Yeah. Tức là lấy gà để khắc chế nó. Ok. Nó ăn gà thế rồi, té này, ta biết đấy, ta lại đến thôi nhá. Ôi, đéo được rồi. Ê, đây nhá, thằng này nó cứ bắt được anh em mình, nó sẽ ăn mất gà của anh em mình ấy. Nhìn cặp mông của nó kìa, ui, béo mọng luôn ấy. Sợ ơi, quả đấy kiểu chạy toán loạn là chả biết cái nào. Đây nhá, bây giờ mình phải tẩm độc mấy cái con gà để cho thằng này ăn. Nhưng mà tẩm độc ở đâu mới được chứ? Không cứu được, Hoàng như kiểu cúi cái đéo như kiểu tự bố cua mình ấy. Thì đúng là thế thật, nhưng mà làm thế nào để không tự bố cua mình nữa, cứu. Tôi đang nhấn mấy nút đây. Ê, ui, con mày, con mày, cặp mông mông minh đấy nó chạy nhanh đi. Trời ơi, cóc. Rồi. Sao tự bú cu mình ấy? Đừng tự bú cu đó. Mẹ. Trông anh cố lên. Sướng không? Cố lên. À, trước thì thắng. Như con gà biết mình đến mình đập nó sao nó chạy đi rồi này. Give me cock. Bây giờ mình sẽ đi đi khắp nơi mở cửa mở khóa các thứ và em nghe thấy tiếng con đã sao được dirty old man. Đây đây cái phòng mà để cứu người nhá. Linh ơi, tìm được thuốc độc rồi, bây giờ phải tìm được cái bể nước nhúng con gà vào đấy. Đây thuốc độc một đống ở đây này. Thôi sao nhá. Gì hai người cầm gà, hai người cầm túi, thế đi. Một thằng cầm cu, thế thôi đúng không? đây bể nước đây, bể nước đây. Ôi, đúng rồi, cho nó ăn, mang cho nó ăn. Anh em nhúng gà vào. Được rồi, đi tìm thằng kia. Cầm gà độc rồi. Ui, gà sơn rồi. Cho nó ăn. Ê, con gà đưa nó đi, ai con gà đưa nó đi. Nó sẽ ăn đúng không? Nhưng mà nó phải ăn bao nhiêu con vậy? Em không biết, chị bình thường chị ăn mấy con. Thề em mà gặp con gà em đập cho biết như nào mùi chả mực luôn. Hello motherfucker. Mày đứng yên đấy. Xong mình lại phải nhúng tiếp à? Yes. Ê nó ra kìa. Em thì Hoàng ơi. Ơi Hoàng đấy. Phát Hoàng. Ôi, chả mực không ngon. Chả mực đã ngon đâu. Thả gà vào đây đi chị trông đâu. Trông làm gì, đi cùng nhau đi. À đây này. Là sao? I think she just regained some of her health. Ôi không, nó ăn gà thường xong rồi nó lại hồi máu rồi. Trời ơi. Ôi không. Nên là Linh để nó cho Linh nhúng thôi. Được rồi. Ui, quả bơ lỏng của mày chất nhỉ. Bạn ơi, đi to rồi. Alo. Đi to rồi. Đi bự. Rồi ra cứu công đấy. Đừng tự bú cua mà không ơi, thì có gì tôi bú cho, khổ quá. Rồi. Chào mừng trở lại. Đi lấy thuốc độc đi, nhanh lên. Thế thì có ai? Ôi, nó kia. Trời ơi. Ok, nó ăn cả gà và nó lấy cả, và nó đập cả hoa. Lấy cả người. Tổng thiên đàng đây này. Ôi, dậy rồi. Ok, gánh tim. Một tiếng của nó đâu? Ôi, nó đây. Ôi, bỏ mẹ. Ôi. Ở vai đây, mày nó cứ dình. Nhúng lẩu đi. Ôi là mày coi biết rồi. Ai chết. Ôi bỏ mẹ rồi. Rồi xong rồi này rồi. Nó cứ đi mò những con gà xịn xong rồi nó lại khỏe lại ấy. Này, chúng ta không thể như thế này mãi được đâu Phan Hoàng ạ. À. Chị nghĩ là phải có một cái gì đó khác nữa cô. Rồi, đi nhúng lẩu nào. Chưa xem trên nước lẩu ấy. Con mẹ nó đéo có nước lẩu. Đây, không có nước lẩu. Đây, không có. Con đang ra hướng thôi nhá. Gõ nó phát. Mẹ mày. Tuy nhiên phải gõ nó bây giờ ấy. Đúng rồi. Gõ đi. Đánh em tao à? Gõ đi. Đánh 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 đi.
Chết con mẹ ơi. Kéo cho bạn là sao? Chạy đi mọi người ơi. Chạy đi. Nú mà bảo thả trước đi. Nếu thả thì bảo thả thế mày đánh nít qua đủ ấy. Ủa, chép nhìn đi trông nó vui được à? Nó đi nhịp nhàng ghê luôn đó trời. Chào cả nhà yêu nhá, Phan Hoàng quay lại rồi. Nó tới đây. Đấy, chị đưa nó ăn xong. Đây còn nước lẩu ấy. Rồi, nước, hay. Rồi. Lần đầu tiên tôi thấy loài người dùng nước lẩu matcha để mà nhúng gà. Ôi, trời ơi, mày hư là phải nít. Nó không vào được nghĩa địa, Nó vào được, nhưng mà nó không vào được. Mày không vào được à? Nó không vào được nghĩa đi, cái việc điều toa bốc phét đi. Không hiểu, dễ dàng tin con vợ lại được. quả táo luật hoa quả là cái gì? Sao tên mình lún nhỉ? Cậu cũng bị lún đi rồi sao? Anh sẽ chở em đi khám phá thế giới này nha. Em muốn đi đâu anh Phan Ngàn? Em muốn đi về nơi nào của anh nha anh Khang. Đi dần dần về nha em. Em à, em có biết là trên thế giới này có 8 tỷ người nhưng chỉ có một mình anh là thích ăn cỏ chó hàng ngày thôi em. Đủ má anh lãng mạn của anh Khang ơi. Nhanh bạn ơi. Kẹt xe mày ơi. Mày xuống xe mày nhìn, mày chúng mày xuống xe mày nhìn đi. Kẹt xe lòng éo đen, kẹt xe lòng éo đen. Nghe thông tin táo quân cầm bao cao lên chồng Ngọc Hoàng, em vội vàng lắm bắt bí mặc cái quần không kịp là lên đây luôn. Lúc mới đi ra cõi làng gặp bác Chiến, bác chào em đi luôn. Hai anh em đánh nhau vì chưa chắc đất nhà không đều, tên nhà giàu cầm dao bầu xiên vào đầu ông em trai. Để cái đoạn đấy đi này không nhớ được rồi. Ngày đầu tiên chúng mình bên nhau, em nói rằng không ai phải đau. Đến ngày thứ hai em lại nhai lại, khiến anh đây đã thuộc lào lào. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm em ấp ừ. Đến ngày thứ sáu em lại chả hiểu sao tự nhiên vô cớ em lừ lừ. Ngày thứ bảy anh vội vàng rủ em đi nhảy, nhảy qua đêm, nhảy đến sáng. Đến chủ nhật em đã bị sải giật như một con khuyết tật. Thề các bạn, bố Darling toàn mấy bài kiểu đéo thì. Gió vất vơ du nhẹ làm rơi cánh hồng đào. Diêm diêm chỉ non chuyện cây cây đó ồn nào. Nàng ngồi đốt pháo bên hiên đường, rồi gặp ngay bác công an phường. Nhẹ nhàng bác vỗ vai bác bảo, mày đi theo tao. Hey, are you there? John. Đây ngoan tí cho chú Darling nhá, ngoan. Đây con. Ô nó vẫn mang bản năng của một con khỉ chúng mày ạ. Nó nói cái lùn thì ta đéo nghe được. Nó nói cái lùn.
Ôi, bóng đen thế vậy? đi xuống tầng hầm mở lên. I'm watching. It's over. Đừng có watching. Nô dưới đấy à? Vừa ta thấy xuống không độ. Spirit box kìa. Spirit box thì nó thích thì nó nói. Nó một người thích giao tiếp. Mình phải ở trong cái phòng nó ấy thì nó mới nói được chứ. Thế là nó dưới tầng hầm mà. Ở đây. Nó lại bảo God is dead này. Tao không nghĩ ở dưới tầng hầm mày ạ. Tầng hầm 21 độ với cả music box không có gì. Tao bật đèn lên không được. Tao đèn mày. Đi đó. Turn off flashlight này. Tâm thần. Ê, chúng mày nhìn thấy tao không thấy không? Vãi lồn, cái gì đây? Sợ quá. Cái bức tranh nó bay mẹ mất rồi bạn ơi. Float painting. Ơ, con này còn vứt cả tranh xuống dưới đất ấy. Thế thì đánh dấu thêm cả cái đấy vào đủ má, được đập đi. Knock painting of war đây, nhưng mà cũng có thêm cái gì đâu. Đây à, phòng ngoài rồi, đây. Sweet box. Có EMF đúng không? Spirit box vậy, chưa EMF chưa thấy gì. Có freezing time. Có open close door. TV loạn. TV bật, nó bật TV. Ấy, đừng có đóng à. TV nó bị nhiễu luôn. Nó vẫn chưa lọc được. Chúng mày có thấy sách bị rơi vứt rào. Ôi, nó phi rào rồi bạn ơi. Con này chơi dép bạn ạ. Đây là nhiệt độ ở đây là -9 này. Có report này, có report này. Music box luôn này. Bọn mày ra ngoài. Đặt dao tích ngoài này luôn mà. Tiểu lý phi dao. Vẫn chưa loại được nó là cái gì nhỉ? Ê, con này có vứt sách từ trên kệ sách xuống nhá. Có notebook ở bookshelf này. Vẫn chưa không loại được cái gì. Con này có vẻ là ra được không, ra được, chạy vào cái phòng ấy trốn. Nó đang xong ấy. Oni à? Thế là Oni rồi. Về xem luôn tập hợp ấy, tao đang đây rồi. Tôi nghĩ là thế là xong xuôi rồi, bây giờ mình lấy camera mình xem có Ghost Orb nữa không. Không có nữa là anh em bắt đầu trừ tà là vừa. Ủa thôi, trừ tà đấy, kệ đấy. Đẹp à, đầu tiên là confirm the Ghost này. Tiếp theo là đặt cái Ghost specific item in the coldest spot in the room. Require là crucifix với cả possess door. Thánh giá với cả con búp bê bình nguyên. Đây rồi, cầm hai cái này đi. À đâu, có cái music box thì tao nhớ cái điều kiện của nó là mình phải tắt tất cả radio trong nhà đi. Find the door with the spirit box. Chết rồi, phải tìm được cái búp bê của con ma. Có búp bê đây cơ mà. Không, con búp bê của nó cơ. Búp bê của nó. Tao biết tại sao mà thằng Darling lại tìm cái spirit box ở dưới tầng hầm chứ không phải là cái phòng này. Phòng này là phòng ma, nhưng mà cái spirit box là mình đang nói chuyện với con búp bê bị ám chứ không phải là con ma. Vậy lên con búp bê nó ở dưới tầng hầm. Được chưa? Đi nào, theo anh, cả chú theo anh. Đây này, nó chỉ cho đấy hai mũi tên hai bên luôn. Nó bảo là con búp bê dưới tầng hầm ấy anh ơi. Đấy, nó có trả lời được nhưng mà nó nói lắm quá mẹ. Sát đi không? Ôi chết, bấm nhầm, lôi. Khỏi ma nào tao hay sao? Tìm hết rồi mà không thấy gì, sao như thế nào? Nó sẽ ở siêu gần cái chỗ mà mình đã nói chuyện được với con ma, hiểu ý tôi không? Đây rồi, thấy rồi. Đâu? Trong nhà tắm của cái phòng lạnh phòng con ma. Ok. Phải tìm con búp bê đấy này và đặt nó vào cái phòng đấy, xong rồi mới được đặt cái kinh thánh. Freezing time thì là mày phải cái nhịp tim hơn 160. Nhịp tim anh em lúc bao nhiêu? Lúc người trừ tà, đang 200 mày. Bây giờ đã ra ngoài thì gì đó. Tắt hết radio trong nhà đi ạ. Tắt cầu dao thôi, thế là xong. Không, nó đéo hoạt động ở đấy. Radio nó có hoạt động trên cầu dao đâu. Không, trong nhà đéo radio. Phòng ngoài đéo radio. Tắt radio nhá. Check rồi nhá. Phòng cuối cùng này check rồi nhá. Có vẻ như là tắt hết rồi chúng ạ. Có vẻ như tắt hết rồi. Ok. Nhưng mà tao không nhớ mấy cái cột. Nhanh. Thằng áo đang ở kia vào đây nhanh. Trừ tà đây. Chán à. Giết luôn này. Đặt con búp bê đấy vào phòng chưa? Đặt con búp bê vào phòng. Bạn bảo phải tìm chỗ lạnh nhất mà. Không. Chỗ lạnh nhất để cái khác. Crucifix đâu. Process door đâu. Đây thấy. -7, -11 từ. Đấy chỉ có đây thôi. Không có đây đâu. Vừa có chỗ -12. Ôi.
Ờ, Long đi chạy phòng khách nhá. Đóng cửa. Đây, chữ 13 ở đây, đây. Chúng ta đứng ở chỗ mẹ. Crucifix đâu, Ờ, Crucifix, nhanh lên, xuống Crucifix vào phòng sức luôn luôn. Rồi, đây, vào, lòng tiếp, vào lòng tiếp. Mày... Ờ, mang bú bê vào. Mang bú bê vào cái phòng đấy đây. Rồi, vào đóng tiếp. Về đây, từ từ. Trong phạm vi 3 mét của cái nơi lạnh nhất. Xong bây giờ vứt sách xuống đấy này. Vứt con đo rồi, Con lấy mất rồi à? Con đo mày. Bắt đầu chơi tao anh em, bắt đầu chơi tao. Ôi, quả đít cong vậy. Ui, quả đít này. Ui, quả đít này. Mày trẻ rách, thằng ngu. Mày chết đi, thằng ngu. Xem rô mày. Nhiệt độ trở lại bình thường rồi đấy. Em thành công rồi. Gọi đến đón rồi. Về, tao mệt lắm rồi. Đón anh, mấy anh bạn gái. Quả đít move phát. Thề con ma, tao thích con ma rồi.